khiếp sợ sư thầy hổ mang ở chùa ăn chay đi chơi ăn thịt chốt cửa biến nữ sinh thành đàn bà. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT. Sự thật về sư thầy hổ mang chốt cửa biến nữ sinh thành đàn bà xảy ra tại Đồng Nai xảy ra vào năm 2013 vẫn là câu chuyện khiến nhiều người dùng mình khiếp sợ. Những tưởng thầy đi tu hướng thiện dạy con người ta tu tâm tích đức nhưng chính thầy lại gieo và tạo nghiệp xấu đến mức trời không dung đất không thả. Ở chùa thì ông ăn chay Nhưng mỗi khi đi với cháu Thì ông đều ăn thịt uống bia đến say Rồi đưa cháu vào khách sạn chốt cửa Rồi biến cháu thành đàn bà Đó là lời tâm sự của nạn nhân khi nói về sư thầy Phạm Viết Ti Sinh năm 1977 tại Tam Anh Núi Thành, Quảng Nam Thời ấy ông ta có pháp danh Thích Hạnh Tâm trụ trì chùa Liên Hoa, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Câu chuyện này bắt nguồn từ đơn kêu cứu của chị Lê Thị Ánh Hát, sinh năm 1995, ngụ tại ấp 3 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, về việc chị bị thầy đồng thời là cha nuôi mình là ông Phạm Viết Ti làm chuyện người lớn trong nhà nghỉ khi mới bước vào tuổi trăng rằm. Được biết, ông Ti quê ở Quảng Nam trong một gia đình nhà nông, học hết lớp 7, Ti xin vào xuất gia tại chùa Phổ Quang, tỉnh Quảng Nam. Tu được vài năm thì Ti lại bỏ chùa vào Đồng Nai. Tại đây, Ti được thầy Thích Hạnh Tâm, trụ trì chùa Liên Hoa, xã Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai nhận làm đệ tử cho tu tập tại chùa và đặt cho pháp danh là Thích Nhuận Tiến. Đến năm 2003, ti vận động một số Phật tử phát tâm cúng dường khu đất tại ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để xây tịnh thất tu hành. Sau khi xây xong tịnh thất, ti về sống tại đây và tổ chức hoạt động lễ bái cúng kiến tụng niệm như một ngôi chùa thật sự. Thấy tịnh thất thờ Phật rất lớn, Hàng đêm đều tụng kinh cầu nguyện, nhiều Phật tử trong xã lầm tưởng là chùa nên đến ủng hộ rất đông. Kẻ cúng dường, người làm công quả, vì vậy tịnh thất ngày càng có đông Phật tử. Tuy nhiên, sự tu tập của Ti lại bắt đầu xa sút và hành vi vi phạm nhân cách đạo đức của nhà tu hành. Ti không tham gia vào các hoạt động của giáo hội. Ti phạm đạo hạnh, không giữ giới luật nhà Phật, thường xuyên ăn mặn uống bia, tự ý xây tịnh thất nên năm 2007, Ti bị giáo hội Phật giáo Đồng Nai tước tăng tịch và khai trừ ra khỏi hội. Tuy nhiên Ti lại giấu kín chuyện này, vẫn đứng giảng đạo và xưng thầy với các Phật tử và gọi những Phật tử lớn tuổi bằng con. Nghiêm trọng hơn vào tháng 8 năm 2012, Ti gây ra tội lỗi với một Phật tử đồng thời cũng là con nuôi của mình tên là Lê Thị Ánh Hát. Ti đã dùng quyền lực và thủ đoạn để cướp đoạt đời con gái của Hát khi Hát là con gái mới lớn đang ở tuổi trăng rằm đẹp nhất. Thậm chí giữa Hát và Ti còn có sản phẩm và ti bắt hát không được giữ lại giọt máu ấy. Theo bản thông báo kết quả điều tra vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Phúc năm 2007, mẹ của hát đưa con gái đến tịnh thất của ti để chơi và cúng lễ. Mọi sinh hoạt của cháu hát thì ti đều kiểm soát thông qua bà Phượng hoặc bằng điện thoại trực tiếp cho cháu hát. Vào một ngày đầu tháng 8 năm 2012, ti chở hát ra thị trấn Tân Phú để khám bệnh nhưng bác sĩ không có ở nhà. Ti liền chở Hát vào nhà nghỉ Phương Thảo thuộc ấp Thọ Lâm Ba, xã Phú Xuân, Tân Phú. Khi vào phòng, Hát mệt nằm trên giường đắp chăn. Ti chốt cửa phòng lại, bật tivi rồi leo lên giường và ngồi trên bụng Hát, mà Hát chống cự. Ti lúc ấy là nhà sư nhưng vẫn nghiễm nhiên đoạt đời con gái và trở thành người đàn ông đầu tiên của Hát. Khoảng 3 tuần sau, Hát nghi mình có thai nên báo với Ti để đi khám. Ti chở Hát ra phòng khám tư để giải quyết sản phẩm. Trong những lần đó, không kìm được con quỷ trong người sư thầy ti đã liên tục giải quyết nhu cầu dường chiếu với hát và biến hát trở thành cô nhân tình bé bỏng của đời ti để tạo niềm tin và một tình yêu nơi thiền phật cửa chùa ti mua tặng hát chiếc nhẫn trơn màu vàng để khẳng định hát là người đàn bà của riêng ti không ai có thể thay thế hát đeo vào tay đồng thời mọi sinh hoạt và việc đi chơi cùng bạn bè hát đều do ti kiểm soát và báo cáo cho mẹ hát biết do hát cảm thấy bức xúc về cách kiểm soát thái quá và việc Ti coi hát như phương tiện để thỏa lòng chăn gối, hát liền kể với mẹ và chị gái. Khi biết chuyện, mẹ đã gọi điện thoại hỏi thì Ti thừa nhận đã nhiều lần làm chuyện người lớn với hát, rồi sau đó mẹ hát mời Ti đến quán nước thị trấn Định Quán để nói chuyện. Tại đây Ti bị công an thị trấn Định Quán mời về trụ sở làm việc. Xét thấy vụ việc xảy ra tại địa bàn huyện Tân Phú nên công an huyện Định Quán đã bàn giao cho công an huyện Tân Phú điều tra. Theo bản kết luận giám định chính xác, Ti đã làm chuyện ấy với hát nhiều lần. Tại cơ quan điều tra, Ti cho rằng việc chị Hát nảy sinh tình cảm và làm chuyện ấy do hai bên tự nguyện, Ti không ép buộc Hát. Căn cứ và những tài liệu thu thập được, có đủ cơ sở để kết luận. Do có sự lệ thuộc về kinh tế và tín ngưỡng tôn giáo của hai mẹ con Hát đã tin tưởng tuyệt đối giao con cho Ti. Hành vi của Ti đủ cơ sở để khởi tố. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Tân Phú kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Phú để khởi tố bị can trước pháp luật. Mang tiếng oan, lấy ông thầy. Thời điểm đó thầy Ti bị giam 7 tháng, nhưng chừng đó vẫn chưa thỏa được cơn bức xúc của mẹ Hát. Mẹ Hát nói, tôi nghĩ ổng là người tu hành, là bậc thầy, có đạo đức và uy tín nên mới đồng ý cho ổng nhận Hát làm con nuôi để dạy dỗ chỉ bảo chăm lo cho cháu ăn học. Mỗi khi cháu Hát không theo tôi lên chùa thì ổng lại la giày trách móc tôi, rồi gọi điện thoại la mắng cháu, tưởng ổng thương con như con mình. Không ngờ ông lại rời cho hành vi đồi bại như vậy. Sự việc xảy ra ai cũng biết Gia đình tôi thật xấu hổ vô cùng Cháu hát giờ đi đâu Thấy ai chỉ trỏ bàn tán Tôi đã vô tình làm hại con tôi rồi Giữa căn nhà quạnh quẽ Với ánh mắt buồn bã dáng người tiều tụy, ốm yếu Hát thổ lộ Cháu bị ông khống chế và quản lý rất chặt chẽ suốt thời gian dài Đi đâu dù vài phút cũng phải xin phép Nếu không sẽ bị ông trù dập Chửi mắng và trách móc mẹ cháu đủ điều Mỗi khi cháu không đến chùa Thì ông bỏ tụng kinh để phản đối mẹ cháu không biết ông với mẹ cháu thế nào mà mẹ cứ về là la mắng cháu hoài. Rồi ba mẹ lại cãi nhau. Ba lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ. Cháu rất sợ. Ông không cho cháu đi chơi với ai cả. Có lần cháu tự ý đi uống nước với một người bạn. Ông liền dùng hai ba điện thoại gọi vào máy cháu. Cả mấy trăm lần để khủng bố cháu rồi chửi cháu suốt đêm. Ông tự cho rằng chỉ ông mới có quyền chở cháu đi đâu đó. Ở chùa thì ông ăn chay nhưng mỗi khi đi với cháu thì ông đều ăn thịt uống bia say rồi đưa cháu vào khách sạn rồi biến cháu thành người đàn bà của ông. Có đêm, cháu chỉ cho ông làm một lần thì ông giận dỗi trách móc, la mắng cháu đủ điều. Nên cháu cố im lặng chịu đựng chuyện chăn gối theo mệnh lệnh của ông. Có hôm bị đau bụng nhưng cháu vẫn phải chịu nằm im để cho ông hả hê sung sướng. Hạt nói trong nước mắt, giờ nghĩ đến ông cháu sợ lắm chú ạ. À. Hơn nữa chuyện này xảy ra làm cháu xấu hổ với mọi người xung quanh. Với bạn bè trong trường, trong lớp nên cháu quyết định không đi học nữa Cháu thấy mình bị xúc phạm, bị cưỡng đoạt mà không làm gì được để rồi ôm lấy tủi nhục, mang tai tiếng suốt đời. Cháu không muốn ở cái xã này nữa chú ơi. Thực tế thì Hát đang bị u ngực và hở van tim hai lá mà không có tiền chạy chữa. Tuy nhiên, điều đau đớn hơn là Hát đang sống trong bầu không khí bị thị phi đẩy u ám. Khi trên đò sang sông, Hát đã bị một người đàn ông giật khăn che mặt ra rồi mắng con này Chính cái con này là lấy ông thầy rồi đổ tội cho ông ấy Đây nè Lúc đó hát rơi nước mắt Nghĩa là cho đến bây giờ nhiều người vẫn nghĩ cô bé lấy ông thầy để đưa ông thầy vào vòng lao lý Câu chuyện về thầy Phạm Viết Ti bị bắt chưa từng được báo chí phản ánh Nên vẫn được đồn thổi, theo dệt lung tung Do đó chúng tôi mong vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử công khai Để người dân được tường tỏ sự việc Phun tiểu sử sư thầy ăn thịt chó, sống dung tục tự xưng thích tâm phúc vừa bị công an khởi tố. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Đây là chân dung của một người đàn ông tự xưng là sư thầy lấy pháp danh như thật, Đại Đức Thích Tâm Phúc. Và nơi tự xưng là chùa Hoàng Pháp Trung ương. Người này chẳng phải nổi lên nhờ những bài giảng từ Đức Phật hay những lời dân luân lý dạy con người hướng thiện Thay vào đó thầy đú phêm và bú phêm đến độ thượng thừa. Như ăn thịt chó, uống rượu, đi ba, dung tục chẳng khác gì người thường. Quả thật, chiếc áo không làm nên thầy tu. Cái kết bị khởi tố, bắt giam chỉ là chuyện sớm muộn. Sư thầy lừa đảo bị khởi tố bắt giam. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch người tự xưng sư thầy, tên thật Nguyễn Minh Phúc, tự đặt pháp danh Đại Đức Thích Tâm Phúc, sinh năm 1983, quê quán 174 trên 13A ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Ông Phúc, người giả danh tu sĩ Phật giáo, không phải ai xa lạ mà là người rất nổi tiếng trên mạng xã hội, tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc, được rất đông các YouTuber quay các đoạn clip với nội dung như ông này mặc áo nhà sư nói năng với các từ ngữ thiếu văn hóa, gây sốc và ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, trứng lộn. Các clip được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang mạng xã hội trong và ngoài nước thu hút lượt xem khủng cùng nhiều phản ứng trái chiều của người dân. Ngày 7 tháng 12, Công an huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là sư thầy thích Tâm Phúc 40 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là bà LTHT 50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn. Cùng với đó, Công an huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Minh Phúc, theo điều tra năm 2021, bà T có mua một thửa đất diện tích 420,3 m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh của ông NVT và bà NTCN với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà T thông qua anh LVV, sinh năm 1990, ngụ huyện Củ Chi giới thiệu và quen biết Thích Minh Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành hai thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng thửa. Mặc dù Phúc không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất, nhưng do Phúc có quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả, bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác, nên Phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà T. Phúc thỏa thuận với bà T và anh V làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là 135 triệu đồng. Phúc nhận trước 70 triệu đồng. Sau đó thông qua mạng xã hội, Phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Khi nhận được hai giấy giả này, Phúc đưa cho bà T một giấy, sau đó cất giấy giả còn lại và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật. Chờ đến khi nào bà T đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại, Phúc mới đưa giấy giả thứ hai cho bị hại. Sau đó bị bà T phát hiện và tố cáo, Phúc bỏ trốn sang Thái Lan. Sau khi trở về, Phúc bị cảnh sát triệu tập để điều tra. Tại cơ quan điều tra Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cảnh sát đã khám xét khẩn cấp tại nhà của Phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà Tê. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó vào tháng 7 năm 2023, Thông tin lan truyền trên báo chí và mạng xã hội về việc ông Phúc mặc áo nhà sư vào một quán bar để dự sinh nhật đệ tử. Công an quận Gò Vấp đã đưa ông Phúc và những người khác về trụ sở kiểm tra. Ông Phúc được xác định không sử dụng chất kích thích nên được cho về. Ngày sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Minh Châu đã giao công an thành phố chủ trì phối hợp ban tôn giáo thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cùng các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ thông tin. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong buổi họp báo định kỳ hồi tháng 8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố, cũng đã thông tin kết quả xác minh xử lý đối với ông Nguyễn Minh Phúc trong vụ nhà sư và quán nhậu. Theo Phó trưởng phòng tham mưu, lợi dụng ông Phúc có mặc trang phục với hình thức giống người tu hành, một số YouTuber, TikToker đã chụp hình quay clip và đăng tải lên các ứng dụng mạng xã hội nhằm câu view, câu like tạo ra dư luận xấu trong xã hội và giới tăng ni Phật tử cả nước. Một số người lợi dụng tính cách lối sống của ông phúc nên xúi dục ông này phát ngôn hành động đi ngược lại với tư cách và quy định của tu sĩ tôn giáo nhằm thu hút người xem tăng tương tác cho tài khoản mạng xã hội như YouTube, TikTok. Sự dung tục của thầy chùa ăn thịt chó. Vào năm 2021 mạng xã hội từng bất bình trước hình ảnh của người đàn ông đầu trọc mặc áo nhà sư xuất hiện trong clip thầy chùa ăn thịt chó. Người này tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung Ương, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều YouTuber đăng tải nội dung liên quan đến ông Nguyễn Minh Phúc, còn gọi là thầy chùa ăn thịt chó, đã ký cam kết không tiếp tục ghi hình, đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm đến tôn giáo. Nhiều cá nhân thừa nhận tự mua đồ ăn gồm bún đậu, vịt quay, hột vịt lộn mang đến nơi ở của ông Phúc để câu view khai thác triệt để nhằm trục lợi kiếm tiền. Thông kê mới nhất cho thấy gần một nửa nội dung video liên quan đã bị xóa bỏ. Nhiều kênh YouTube đã thoát khỏi nền tảng mạng xã hội video cùng tên. Việc ông Nguyễn Minh Phúc mặc áo tu sĩ Phật giáo có những phát ngôn hành động cử chỉ ăn uống trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam, gây hậu quả nghiêm trọng, làm không ít Phật tử trong nước cũng như nước ngoài ngộ nhận về giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các phát ngôn của ông Nguyễn Minh Phúc. Ngay tại thời điểm đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng huyện Củ Chi đã lên án người này có nhiều phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng với đó, sự thật về hình ảnh ông Nguyễn Minh Phúc tốt nghiệp trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh lan truyền trên mạng xã hội là ảnh ông này làm màu. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trường tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên. Ông Nguyễn Minh Phúc có đến chúc mừng một bạn sinh viên vì quen biết và sau đó ông Phúc thuê đồ của những người làm dịch vụ chụp hình dạo bên ngoài trường và vào chụp trong sân trường. Sau đó trên mạng có ảnh ảnh ông Phúc và nêu ông Phúc tốt nghiệp đại học luật thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người hiểu lầm. Lãnh đạo nhà trường nói nhà trường xác nhận rằng ông Nguyễn Minh Phúc chưa từng là người học của trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy không thể có chuyện ông tốt nghiệp trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, lễ phục mà ông Phúc thuê cũng không phải là lễ phục của nhà trường. Ngay khi phát hiện việc ông Phúc chụp hình trong sân trường, bảo vệ đã mời ông di chuyển ra khỏi khu vực làm lễ của sinh viên. Vì vậy, các thông tin trên mạng đang chia sẻ và chúc mừng ông Phúc là không chính xác. Cùng với đó, những mập mờ, gian dối nửa giả nửa thật liên quan đến sư thầy thích ăn thịt chó cũng được gửi đến các cơ quan báo chí như sau: Từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Minh Phúc tổ chức thành lập 6 công ty tại địa chỉ trên nhằm lợi dụng danh nghĩa công ty thường xuyên tổ chức các sự kiện vận động quyên góp gây quỹ không đúng mục đích và tụ tập đông người. Việc này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định từ năm 2000 đến năm 2010, ông Phúc này tu học tại chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn và chỉ mới làm lễ quy y chưa xuất gia. Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi nêu rõ, nơi người tự xưng thích tâm phúc giới thiệu là chùa Hoàng Pháp Trung ương, thực chất là nhà tình thương tặng cho dân nghèo. Thời gian tặng là từ ngày 9 tháng 1 năm 2003. Đây cũng là nơi mà vào năm 2010, Nguyễn Minh Phúc tự ý treo bảng hiệu Chùa Ngộ Chân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép và bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo biển hiệu, không được sinh hoạt tôn giáo trái phép. Thời điểm tháng 1 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Trung đến làm việc đề nghị ông Nguyễn Minh Phúc ngừng tổ chức ca hát tụ tập nhiều người và phát quà cho hộ nghèo tại nhà riêng khi chưa được địa phương cho phép. Sau đó ông này tiếp tục lập 6 công ty để ngụy trang lợi dụng danh nghĩa chùa để vận động quyên góp gây quỹ không đúng mục đích. Tháng 2 năm 2016, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Trung đã đến làm việc và đề nghị ông Nguyễn Minh Phúc thu hồi các thư mời không tổ chức khai trương công ty. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 6 công ty mà Nguyễn Minh Phúc thành lập đã bị khóa mã số thuế. Đến tháng 12 năm 2016, chính quyền địa phương đã mời và đến trực tiếp địa chỉ thường trú của ông Nguyễn Minh Phúc để làm việc, nhưng ông đều vắng mặt không có lý do xã Tân Phú Trung đã họp dân và thông báo về việc giả danh tu sĩ Phật giáo của Nguyễn Minh Phúc hồi cuối năm 2016. Sau khi người này có những phát ngôn hành động trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, năm 2019, Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Củ Chi có văn bản khẳng định người xưng là thích tâm phúc không xuất trình được giấy tờ chứng nhận thọ giới là chứng điệp xa di, chứng điệp tỳ kheo, chứng nhận tăng ni do Ban tăng sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp. Cùng thời điểm này, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh xác minh các hình thức khen thưởng cấp nhà nước tặng cho tập thể và cá nhân ông Nguyễn Minh Phúc, qua đó các cơ quan nhận thấy các bằng khen, giấy khen do ông Phúc tự khai đều không có trong hồ sơ lưu giữ. Các trường hợp được khen thưởng không có tên ông Phúc. Đến năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp xử lý nghiêm trường hợp ông Nguyễn Minh Phúc giả danh tu sĩ có những phát ngôn được đăng tải trên mạng xã hội gây nhiều dư luận bức xúc trong cộng đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo Việt Nam. Đến nay, ông Nguyễn Minh Phúc đã tháo dỡ bảng hiệu có nội dung Chùa Hoàng Pháp Trung ương, di rời 14 tượng Phật vào khu vực sảnh chính của căn nhà. Hiện tại, phía trước nhà ông Nguyễn Minh Phúc, bên trong hàng rào, còn đặt 8 tượng Phật, 6 tượng lớn và 2 tượng nhỏ. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh trong thời đại 4.0 như hiện nay, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội để câu like, câu view. Rất nhiều người lợi dụng lòng tin tôn giáo để làm điều trái đời, ngược đạo, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín trong tôn giáo và vi phạm pháp luật. Đề nghị người dân phải thật cẩn thận để không góp phần tiếp tay cho bọn tội phạm gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Trong thời gian qua, ông Phúc rất nổi tiếng trên mạng xã hội khi tự xưng là nhà sư, tự tu ở nhà và được các YouTuber quay các đoạn clip nhiều đoạn clip có nội dung phản cảm khi ông này mặc đồ tu hành nhưng nói năng thiếu văn hóa, ăn thịt. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, chiếc áo không làm nên thầy tu. Và với ông Phúc, người tự xưng cho mình là một pháp danh sẽ phải trả giá cho những hành vi lời nói ngông cuồng, dung tục của mình. Phun clip đọc lệnh khởi tố và lời khai phạm tội của sư thầy thích ăn thịt chó. Có thể sư thầy thích ăn thịt chó đã xuất hiện trên mạng xã hội với nhiều clip ăn nói dung tục. Nhưng lần này, sư thầy cũng lên mạng nhưng theo đường chính ngạch hơn. Chính là thầy được mấy chú công an quay clip. Trong video này, Nguyễn Minh Phúc thừa nhận lừa đảo mong được khoan hồng. Đồng thời, công an cũng đăng tải full clip đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam nhà sư dầm này. Thì tháng 10 năm 2012, tôi có huynh có quen tôi đến nhờ làm cái tách cửa đắp ra làm hai thì tôi có ra giá 70 triệu à, thì Vinh có đưa tôi 70 triệu để tách cửa ra thì tôi thấy khả năng tôi không đủ làm cái giấy tờ này nên tôi mục đích tôi cố gắng đi tìm trên mạng để làm những giấy tờ giả này để mục đích chiếm đoạt hết số tiền này à, sau đó thì à, tôi cảm thấy tôi đã vi phạm pháp luật à, tôi xin yêu cầu pháp luật nhà nước quan hồng cho tôi đó là clip thừa nhận phạm tội của người tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa nạn nhân chiếm đoạt tài sản bằng việc đặt giấy tờ giả trên mạng. xã hội Nguyễn Minh Phúc, tên gọi khác Thanh Long Phúc, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, nghề nghiệp làm tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại ấp Tân Cát, xã Tân Phú huyện Củ thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện ngày 1 tháng 6 năm 2023, căn cứ các điều 36, 109, 113, 119 và 173 bộ luật tố tụng hình sự ra lệnh bắt bị can để làm tạm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bắt đối với Nguyễn Minh Phúc tên gọi khác Thất Tâm Phúc sinh ngày 8 tháng 3 năm 1983. Cho ở nguyên nhân phân công phân văn dụng điều tra viên tổ chức thi hành lệnh này và giải bị can đến nhà tạm giữ công an huyện củ chi giám thị nhà tạm giữ công an huyện củ chi thi hành việc tạm giao bị can yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị chủ can hỗ trợ khi cần thiết thực hiện lệnh này lệnh này gọi đến viện kiểm sát nhân huyện củ chi để phê dựng, phó thủ trưởng trung tá phạm hành tín dụng đăng ký anh có ý kiến gì về việc bắt này không Ngày 6 tháng 12, công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là Thích Tâm Phúc sinh năm 1983, ngụ huyện Củ Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ngay sau khi có lệnh khởi tố bắt tạm giam, nhiều người đã để lại bình luận. Tay này ăn nói tục tiễu, phát ngôn bừa bãi, ngông nghênh, không hiểu sao vẫn ung dung, tự tại, giả danh tu sĩ từ lâu đến giờ. Đây nhé, vào tu thao hồ tu luyện sư giả danh để làm điều xấu xa buôn thần bán thánh làm ảnh hưởng đến nhà phật thì sớm muộn cũng bị quả báo vậy là quả báo đến quá đúng lúc luôn mình không phải tu sĩ nhưng cũng chưa từng ăn thịt chó thường nó không hết còn ông này tự xưng là thầy tu mà phát ngôn thiếu chuẩn mực ăn thịt động vật thầy tu nào mà lại làm như thế giả mạo giờ bị bắt nghe ông này nói cũng chẳng có chút thành tâm nào đề nghị xử làm gương thích tâm phúc từng xôn xao cộng đồng mạng với hàng loạt clip do các youtuber quay cảnh ông ta ăn thịt chó ăn thịt động vật ăn trứng lộn nhưng lần này, rất đông các youtuber quay lại và đăng clip lên nhiều nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook, TikTok. Đến nay, các clip này vẫn còn lưu hành rộng rãi. Về vụ án liên quan đến ông Phúc, Công an huyện Củ Chi cho biết năm 2021, bà L.T.H.T. sinh năm 1973, ngụ huyện Hóc Môn, mua một thửa đất diện tích 420,3m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm được thủ tục tách thửa. Thông qua người quen, bà T. biết Nguyễn Minh Phúc, và nhờ Phúc làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa, lập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng biệt. Dù không có khả năng làm những việc bà Tê nhờ, nhưng Phúc vẫn nhận lời với chi phí là 135 triệu đồng. Bà Tê đưa trước cho Phúc 70 triệu đồng, nhận tiền xong Phúc lên mạng để thuê làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Khi nhận được hai giấy chứng nhận giả, Phúc đưa cho bà Tê một giấy. Còn giấy giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà Tê, Phúc cất vào két sắt. Đợi khi bà đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy. Bà Tê phát hiện giấy tờ giả, phúc trốn sang Thái Lan và ngay khi vừa về Việt Nam đã bị công an huyện Củ Chi triệu tập làm việc. Ban đầu phúc chối tội nhưng sau đó khai nhận toàn bộ hành vi. Công an Củ Chi khám xét khẩn cấp nhà Phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận thật của bà Tê. Trước đó, tối 22 tháng 7, lực lượng công an kiểm tra quán nhậu tại phường 17 quận Gò Vấp và đưa nhiều người về trụ sở test ma túy, trong đó có ông Nguyễn Minh Phúc. Ông Phúc âm tính với ma túy nên được cho về. Đáng chú ý, ông Phúc mặc pháp phục màu vàng xuất hiện tại quán nhậu và đã khiến dư luận bức xúc. Về vấn đề này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng. Thượng tọa Thích Nhật Từ cần phải xử lý hình sự thầy chùa ăn thịt chó. Trước câu chuyện người tự xưng là đại đức Thích Tâm Phúc bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới đây cư dân mạng lại nhanh chóng tìm ra bài phỏng vấn của thượng tọa Thích Nhật Từ vào năm 2021 khi gay gắt cần công an vào cuộc và xử lý hành vi của Nguyễn Minh Phúc. Chúng tôi xin trích lại bài phỏng vấn và phần hỏi đáp của phóng viên với thượng tọa Thích Nhật Từ như sau. Về phát ngôn thầy chùa được quyền ăn thịt chó cũng như kêu gọi người dân có động vật thì mang đến tặng của ông Nguyễn Minh Phúc, quan điểm của thượng tọa về vấn đề này như thế nào? Thượng tọa Thích Nhật Từ trả lời như sau: Về văn hóa ẩm thực Phật giáo có hai trường phái là Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nam truyền cho phép tu sĩ được ăn động vật, còn Phật giáo Đại thừa thì chỉ khích lệ ăn chay. Ông Nguyễn Minh Phúc ăn mặc theo Đại thừa nhưng chọn văn hóa ẩm thực Nam truyền thì không giống ai. Phật giáo nguyên thủy cho ăn thịt động vật thì vấn đề này không kêu gọi, không chỉ đạo mà tình cờ đi khất thực thì người dân cho thức ăn gì thì ăn đó. Vấn đề này là bình thường. Ở đây ông Nguyễn Minh Phúc kêu gọi đem động vật đến tặng mình thì đây là việc làm sai trái. Về cách ăn mặc thì theo đại thừa, nhưng ăn động vật còn ở góc độ Phật giáo Nam truyền thì kêu gọi cho động vật thì cả hai góc độ đều là sai trái. Quan trọng hơn ông Nguyễn Minh Phúc không phải là tu sĩ mà ông tự giả dạng, tự mặc áo, tự làm giấy tờ tu sĩ giả. Các quyết định bổ nhiệm do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho ông Nguyễn Minh Phúc đều do ông ta tự làm giả mạo. Việc làm của ông Nguyễn Minh Phúc đã làm náo loạn cộng đồng Phật giáo và các YouTuber khai thác triệt để nhằm câu view kiếm tiền. Cả ông Nguyễn Minh Phúc và các YouTuber đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Phật giáo nên các cơ quan chức năng cần phải xử lý ông này thật nặng. Chỉ riêng các giấy tờ giả mà ông Nguyễn Minh Phúc làm giả thì các cơ quan chức năng đã có thể khởi tố tội làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, được quy định tại Điều 341 Bộ Luật hình sự. Cùng với đó, thỏa tượng Thích Nhật Từ khẳng định, ông Nguyễn Minh Phúc không nằm trong giáo hội nào, ông chỉ là người dân bình thường. Ông Nguyễn Minh Phúc chưa xuất gia đúng nghĩa, chưa được sư thầy cũng như tăng đoàn làm lễ cạo đầu. Sau khi xuất gia thì phải thọ giới và được chứng nhận. Ở đây các giấy tờ của ông Nguyễn Minh Phúc đều là giả nên ông này không phải là tu sĩ hợp pháp. Mà làm như vậy thì đã vi phạm bộ luật hình sự cũng như vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo. Trước câu hỏi việc xúc phạm Phật giáo bị xử lý như thế nào, thưa Thượng Tọa? Tô tọa thích Nhật Từ cho biết, việc một người không phải là tu sĩ nhưng giả mạo tu sĩ thì đã là xúc phạm. Ngoài ra ngay cả các nhà sư ăn mặn thì họ cũng không bao giờ kêu gọi và cũng không bao giờ ăn thịt chó, trong khi chó là động vật trung thành với con người. Trên khắp thế giới người ta kêu gọi tẩy chay việc ăn thịt chó nhưng ông Nguyễn Minh Phúc lại kêu gọi ăn thịt loài động vật này thì rất phản cảm, không phù hợp. Bên cạnh đó ông Phúc đã hiểu sai về Phật giáo nên phát ngôn lung tung làm mất niềm tin của quần chúng đối với tu sĩ. Nếu ông Nguyễn Minh Phúc là tu sĩ thuộc giáo hội thì sẽ bị tước tư cách tu sĩ trọn đời. Nhưng ông Phúc không phải là tu sĩ nên chỉ trông chờ chính quyền xử lý kịp thời. Ở đây cần khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi làm giả các giấy tờ của cơ quan tổ chức. Về vấn đề nhân quả, một số bài kinh có nhắc đến hành vi xúc phạm Phật giáo, xúc phạm tam bảo sẽ bị đọa địa ngục để gian dạy đạo đức nhằm mục đích để người ta sợ, không dám làm. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra Giả giấy tờ sổ sách đã nghe nhiều Nhưng giả sư, giả thầy lại là điều hiếm gặp Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại Chiếc áo không làm nên thầy tu Và với ông Phúc Người tự xưng cho mình một pháp danh sẽ phải trả giá cho những hành vi Lời nói ngông cuồng, dung tục của mình trong video này, PKT cũng đã lực bỏ đi một số phần mà mình cảm thấy không cần thiết để cung cấp cho các bạn những thông tin chính xác, khách quan, ngắn gọn để các bạn có thể dễ nghe, dễ nhớ và dễ hiểu. Hy vọng là các bạn đã thích video này và nếu các bạn có ý kiến gì thì để lại phần comment ở phía dưới. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Và hẹn gặp lại. Làm vậy với 6 em gái non tờ. Gã thầy tu ghi lại nhật ký. Lê Tùng Vân vẫn còn non. Phần 1 Nào, Hãy bấm cho tôi cái nút đăng ký kênh nào các bạn để kể cho các bạn nghe vụ thầy tu hám gái, khoái tiền làm thịt 6 em gái đẹp như mơ. Nếu như thầy ông nội mạnh dạn nói đang chờ lấy vợ, cần có người yêu thương thì chắc phải bái thầy tu 70 tuổi này bằng anh khi mà một mình ông ta cần hết 6 cô gái đang tuổi ăn tuổi chơi. Cái thứ mà mạng xã hội đang nói về cuốn sổ ghi ký kinh nguyệt của Lê Tùng Vân vẫn còn thua xa cuốn nhật ký mỗi lần chén một cô của gã thầy tu này. Dù đã trải qua vài năm, tuy nhiên những ngày này, về ấp 5 xã Mỹ Thạch, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, khi nhắc tới cái tên Huỳnh Văn Siêng, ai ai cũng phẫn nộ bởi sự biến thái và liều lĩnh của vị thầy tu 70 tuổi, ăn chay 50 năm. Nhưng đã làm thịt 6 cô gái đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Dù sáu siêng đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Nhưng gã vẫn dở cho mất nét đáng xấu hổ Điều đáng ghê tởm hơn sau mỗi một lần chơi trò người lớn với các nạn nhân Hắn đều ghi nhật ký một cách cẩn thận Vậy làm cách nào để vén bức màn tội lỗi này? Chúng ta hãy cùng theo dõi các bạn nhé Đối tượng được nhắc đến trên là Huỳnh Văn Siêng Sinh năm 1943, ngụ tại huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre Người dân địa phương tại đây vẫn luôn ám ảnh về tên yêu dâu xanh đã bước vào thế giới tu hành và ăn chay suốt 50 năm nhưng lại thích ăn trái cấm. Bộ mặt của thầy tu Huỳnh Văn Siêng đã được phơi bày khi một trong những nạn nhân bị đối tượng này dụ dỗ đã mang bầu. Sự việc trên từng gây rúng động dư luận khiến người dân và chính quyền địa phương ngỡ ngàng. Ngày 6 tháng 11, tin từ Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm Công an tỉnh Bến Tre cho biết cơ quan này đã bàn giao đối tượng Huỳnh Văn Siêng, thường gọi là Sáu Siêng, 70 tuổi, chú ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi làm nhục trẻ theo điều 112 Bộ luật hình sự. Trong thời gian làm tránh trị sự một thánh thất tại xã Hưng Phong, Rồng Trôm, Huỳnh Văn Siêng đã làm nhục 6 nạn nhân đều là học sinh, độ tuổi trăng tròn 15 đến 16 tuổi. Sau mỗi lần xâm hại, đối tượng lại ghi nhật ký đồi bại và số lần quan hệ cụ thể với các nạn nhân. Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, Huỳnh Văn Siêng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh nhạy, cùng tinh thần làm việc cao độ, lực lượng chức năng đã tóm gọn yêu dâu xanh, lật tẩy trước mặt nạ đạo mạo tử tế của hắn. Là người trực tiếp điều tra vụ án trên, Đại úy Đặng Văn Nghị của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm PC52 của Công an tỉnh Bến Tre cho biết trước khi phạm tội siêng giữ chức đầu họ đạo của thánh thất cao đài ban chỉnh tại xã hưng phong thuộc huyện rồng trôm tuy nhiên bằng những chiêu trò tinh vi thầy tu này đã nhiều lần thực hiện hành vi làm nhục hai nạn nhân nhỏ tuổi hàng xóm hai nạn nhân đó là hoàng thị mai và phan thị bình một điều khiến dư luận càng phẫn nộ đó là hai nạn nhân là họ hàng của nhau và đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Từ cuộc ngã giá bất thành tới vỏ bọc hiền nhân bị sụp đổ. Qua tìm hiểu thì Mai mồ côi mẹ từ nhỏ và em phải về sống với bà ngoại là bà Nguyễn Thị Hồng, 54 tuổi, ngụ xã Hưng Phong để cha đi thêm bước nữa. Còn Bình cũng phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm và cũng được bà Hồng chăm sóc từ bé. Nhà của hai nạn nhân này lại ở cạnh thánh thất của Siêng, nên từ nhỏ hai em đã thường rủ nhau qua đây chơi. Để qua mắt mọi người, Siêng đã nhận Mai và Bình là cháu ngoại và từ đó với chức bình phong là ông ngoại. Siêng luôn thể hiện những hành động yêu thương và chiều mến tới hai cháu gái nhỏ. Cũng nhờ vậy mà vị thầy tu này đã thực hiện tội lỗi tài đình đối với hai nạn nhân ngây thờ. Sự việc chỉ được phát hiện ra vào tháng 10 năm 2013, khi bà Hồng thấy bụng của Mai lớn bất thường và em có nhiều biểu hiện giống như đang ốm nghén. Tuy vậy, nhưng khi bà gặng hỏi thì nạn nhân một mực không trả lời. Đến khi đưa cháu ngoại tới bác sĩ thì bà Hồng mới táo hỏa khi biết Mai đang mang thai ở tháng thứ tư. Và bà còn bàng hoàng hơn khi biết tác giả của bào thai này chính là thầy tu tên Siêng. Không chỉ vậy, sau khi gặng hỏi thì bà Hồng còn biết rằng Bình cũng nhiều lần bị Siêng đưa vào đời. Được biết sau mỗi lần quan hệ thì Siêng giấu hành vi trái đạo đức và vi phạm pháp luật của mình bằng cách cho Mai và Bình bánh kẹo cùng 200.000 đồng. Mặc dù vô cùng đau đớn nhưng bà Hồng vẫn bình tĩnh sang thánh thất để hỏi thầy tu này. Và người phụ nữ đã gần như đổ gục khi siêng đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Hơn ai hết, bà hiểu tương lai của hai cháu ngoại sẽ đi vào hẻm cụt chỉ vì gã yêu dâu xanh đội lốt thầy tu này. Bà Hồng cũng muốn mọi chuyện được giải quyết êm ấm nên đã yêu cầu siêng đưa số tiền 10 triệu đồng để đi phá thai cho Mai. Nhưng vào thời điểm đó siêng chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy bà Hồng quyết định vạch mặt tên thầy tu này tại cơ quan công an xã Hưng Phòng. Vì vậy lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và xuống tận thánh thất để kiểm tra hiện trường. Tại đây các trinh sát còn bàng hoàng khi phát hiện một cuốn nhật ký đã được siêng ghi lại sau những lần làm chuyện đôi bại với Mai và Bình. Vạch mặt thầy tu Tiếp đến là câu chuyện của gia đình bà Phạm Thị Tý, nhiều ngày liên tiếp bà Phạm Thị Tý nhận thấy cháu ngoại của mình có những biểu hiện kỳ lạ. Trước đây cháu N nhà tôi vốn ham ăn ham chơi, ưa hoạt động giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Nhưng gần đây cháu bỗng biếng ăn, thay đổi tính nết, nhiều khi tỏ ra mệt mỏi, cáu gắt vô cớ. Ban đầu tôi nghĩ có thể học hành ở trường căng thẳng nên cháu có sự thay đổi như vậy. Nhưng một hôm nhìn kỹ cháu gái cùng với kinh nghiệm sinh nở của người phụ nữ, tôi cảm thấy cháu N có những biểu hiện giống như một người đang trong thời kỳ thai nghén. Tôi gọi N vào buồng và kiểm tra bụng của cháu Thực sự lúc đó đã bán tín bán nghi rồi Nhưng sợ bản thân phán đoán sai lầm Tôi dẫn cháu tới bệnh xá khám Khi bác sĩ thông báo cháu N đã mang thai Và cách thai đã gần 15 tuần tuổi Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập Không thể tin được một cô gái đang học lớp 8 lại mang bầu Tôi gặng hỏi cháu N nhiều lần Ai là kẻ gây nên hậu quả như thế N khóc sợ sệt không dám nói Rời khỏi bệnh viện, bà Tý xác định cần phải tìm ra tung tích tác giả của cái thai trong bụng cháu mình nên đã ngọt nhạt tỉ tê gặng hỏi N nhiều lần. Sau một hồi N mới chịu kể thật và thêm một lần bà ngoại của N được phen ngã ngửa bởi thông tin cháu gái cung cấp. Thủ phạm chẳng phải ai khác chính là ông Sáu Siêng, tức Huỳnh Văn Siêng, người được bổ nhiệm làm trị sự một cơ sở tôn giáo tại Hưng Phong. Ông được đánh giá là người rất có uy tín ở địa phương. Đó là chuyện tay đình bởi chúng tôi hiểu rằng ông Siêng là người vốn được người dân địa phương yêu mến, kính trọng. Sợ cháu mình vì sợ hãi nên nói bậy. Tôi hỏi đi hỏi lại, N vừa khóc lóc vừa quỳ xuống thề thốt những điều nói ra đều là sự thật. Bà Ti kể lại. Ngay khi N nói rõ đầu đuôi sự việc, bà Ti đã dẫn cháu đến gặp ông Sáu Siêng làm cho ra nhẹ. Trái với thái độ bà Ti hình dung, Sáu Siêng tỏ ra tỉnh bơ, thản nhiên như không. Ông ta bảo rằng vì N đi học thiếu tiền nên đến mượn tiền ông. Và khi ông và N quan hệ đoán trước N sẽ có thai nên ông ta đã đề nghị N đừng làm lớn chuyện. Ông ta sẽ cho N tiền để đi phá thai. Sau một hồi đôi co, Sáu Siêng đưa cho bà cháu N 500.000 đồng. Hẹn hôm sau tới ông ta sẽ đưa thêm tiền để N đi phá thai. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, bà Ti tiếp tục qua nhà Sáu Siêng thì chỉ nhận được vòn vẹn 1,5 triệu đồng từ ông ta chứ không phải 5 triệu đồng như đã hứa ban đầu. Tức giận vì ông lão đã có hành vi đốn mặt với cháu mình, giờ còn lươn lẹo không muốn đưa tiền để đi giải quyết hậu quả. Bà Tê đã đến cơ quan chức năng trình báo toàn bộ sự việc. Cái kết cho gã thầy tu đồi bại này sẽ như thế nào? MKT sẽ còn trở lại vào phần 2. Nói thêm để mấy bà ngồi hóng chưa thủng câu chuyện là gã này còn có hẳn nhật ký tình ái ghi lại quá trình hành sự đối với 6 cô gái. Nếu như thấy ông nội khai trước tòa, thầy ông nội Lê Tùng Vân cho rằng ông không theo tôn giáo nào, đã có hai bằng cử nhân, chưa có vợ con và mong được lấy vợ, khiến ai đấy đều cười khẩy với sự hóm hình chẳng đúng chỗ của lão. thì nhìn lại vụ việc này, thấy ông nội vẫn còn mướt mới theo được lão siêng, đúng là siêng nhỉ? <laughs> siêng những việc của kẻ hèn hạ, đốn mặt. Như ở phần 1 chúng mình đã gửi tới các bạn về quá trình gã thầy tu có tên Siêng gây án với 6 em gái non tơ Đến lúc này cuốn nhật ký đôi bại nổi tiếng Bến Tre sẽ nhanh chóng được chúng tôi kể lại. Quá trình gã ăn nằm với 6 nạn nhân vô cùng chi tiết. Xem xong, đọc xong ai cũng dùng mình kinh sợ. Chuyện này lại làm MKT nhớ lại cuốn sổ tay tình ái của ông Lê Tùng Vân được báo chí đưa lên. Mặc dù chưa biết thực hư câu chuyện, nhiều người dùng mạng xã hội đồn thổi rằng cơ quan điều tra đã thu giữ được cuốn sổ tay ghi lại đầy đủ thông tin tình ái của ông Lê Tùng Vân với hàng loạt người tỉnh trong tịnh thất bồng lai. Đáng chú ý những người này được đôn thổi rằng đó chính là những phụ nữ trong tịnh thất bồng lai. Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần điều tra xử lý nghiêm ông Vân về tội loạn luân để gian đe. Tuy vậy đến nay, công an huyện Đức Hòa vẫn chưa có thông tin chính thức về sự việc trên. Đó là việc của Lê Tùng Vân Cùng là thầy, cùng đi tu Nhưng có những thầy tu bất chấp giáo luật, luân lý, đạo đức Hành vi của số người này đã làm mất thanh danh của tôn giáo Gây bức xúc trong xã hội Nhật ký đổi bại, nổi sóng bến trẻ Mỗi lần giờ cho đổi bại với các nạn nhân còn quá nhỏ tuổi Thủ phạm Huỳnh Văn Siêng lại ghi chép cẩn thận trong một cuốn sổ Tổng cộng 6 nạn nhân đã bị làm nhục Các nạn nhân đều ở lứa tuổi học sinh Hành động đi trái với luân thường đạo lý đó đã làm cho người dân nghèo trên củ lao hưng phong, ai nấy đều phẫn nộ. Điều khiến những người biết sự việc vô cùng bức xúc là ông Sáu Siêng, không hề sợ sệt, hối lỗi. Thậm chí ông vừa ngồi rung đuổi, vừa bình thản coi đó là chuyện nhỏ. Ông Lê Văn Vinh trưởng ấp 5, nơi nạn nhân cư trú bức xúc kể lại. Trong cuốn sổ đó, Sáu Siêng ghi đầy đủ những lần đã ăn nằm với 6 nạn nhân. Tất cả những lần quan hệ này đều ở khu vực thánh thất. Ông ta ghi rõ ngày tháng quan hệ và số tiền đã cho mỗi lần. Ông ta bao biện. Các cháu thiếu tiền nên ông cho vay. Lâu ngày không trả được nên ăn nằm để trừ nợ dần. Thậm chí ông ta còn thản nhiên thừa nhận trong những lần quan hệ không sử dụng biện pháp tránh thai nào. Việc một trong sáu đứa trẻ dính bầu là điều ông tiên liệu trước. Bà Lê Thị Giảnh 76 tuổi, người làm công tại Thánh Thất do ông Sáu Siêng làm tránh trị sự kể lại. Ông Sáu Siêng được cử về làm tránh trị sự ở Hương Phong được 6 năm rồi. Theo quy định mỗi nhiệm kỳ chỉ làm 2 năm, nhưng ông Sáu Siêng đã xin ở lại nhiều lần. Vóc người ông ta nhỏ bé nhưng sức lực dẻo dai, chẳng mấy khi bệnh tật. Từ ngày vụ việc của ông ta bị phanh phui, chúng tôi ai nấy đều bàng hoàng phẫn nộ. Không thể tin một người tránh trị sự hàng ngày tỏ ra đạo mạo nhân ái hay nói những lời hay ý đẹp lại có hành động hèn hạ như vậy. Chỉ tội tụi nhỏ Dại dột Giờ biết làm sao cho qua đi nỗi ám ảnh này Về phần N Nạn nhân trong vụ việc nức nở kể lại với bà ngoại Mỗi lần đi học về Con thường bị ông Sáu đứng canh sẵn bên đường Rồi bất ngờ nắm tay lôi vào phía trong thánh thất Sau ông nói rằng sẽ cho con tiền Qua để đi học Theo điều tra ban đầu Sau khi dụ dỗ được các cháu nhẹ dạ vào phía trong thánh thất Sáu siêng cho nạn nhân uống một ly nước có pha sẵn thuốc sau đó chính ông cũng uống loại thuốc đó Loại thuốc kích dục mà ông ta khai với công an là mua hơn 200 000 một viên Với những thủ đoạn đê hèn Nghi phạm đã lần lượt hại đời 6 nạn nhân đang tuổi trăng tròn Và không khó để hình dung Nếu sự việc không bị phanh phui Liệu rằng không biết bao nhiêu người đã trở thành miếng mồi ngon của tên thầy già này Truy tìm tên gã thầy tu đốn mặt gây bão ở xứ Củ Lao Ngay sau khi hành vi đối bại của mình bị phát hiện Huỳnh Văn Siêng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Không chỉ là một tên yêu dâu xanh chính hiệu mà Siêng còn là một đối tượng vô cùng quỷ quyệt khi lên kế hoạch bỏ trốn trong thời gian cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre chờ đợi sự chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Cụ thể, Siêng đã hớt tóc, cạo râu để tạo vẻ ngoài khác thường nhằm đánh lạc hướng sự giám sát của các lực lượng trinh sát, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Theo Thượng tá Lê Thanh Vân, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra PC45 Công an tỉnh Bến Tre, qua củng cố hồ sơ, ngày 1 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre đã ký quyết định số 72 khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Siêng để điều tra về hành vi làm nhục, điều khó khăn cho công tác điều tra. Sau khi sự việc bị bại lộ, Huỳnh Văn Siêng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trong quá trình điều tra khoảng cuối tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre đã ký tiếp quyết định truy nã toàn quốc đối với Huỳnh Văn Siêng. Ngay lập tức, các mũi trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra truy nã tội phạm công an tỉnh Bến Tre được tung đi khắp nơi ra soát các mối quan hệ và những nơi Huỳnh Văn Siêng có thể lẩn trốn Bàn chuyên án không chỉ đến tất cả các thánh thất để truy tìm dấu vết của Siêng Mà còn kêu gọi gia đình động viên Siêng ra đầu thú Mặc dù công cuộc truy tìm tung tích của đối tượng này gặp khá nhiều khó khăn Nhưng lực lượng trinh sát của phòng PC52 công an tỉnh Bến Tre vẫn không nản lòng Từ nguồn tin tố giác của người dân Một ngày đầu tháng 11 các trinh sát đã đón lõng và phối hợp với công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Siêng khi đối tượng vừa đặt chân đến đây. Và kết quả sau 480 giờ truy lùng, đến 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2013, lực lượng trinh sát đã phát hiện một người đàn ông có ngoại hình giống Siêng nhưng có tên khác đang làm công quả cho chùa Đại Giác tại thôn 1 thuộc xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, lực lượng trinh sát đã phải hóa trang để tiếp cận được đối tượng này và phát hiện người làm công quả đó chính là Siêng. Sau hàng giờ quanh co, Siêng đã thừa nhận thân phận thật sự của mình. Kể từ đây, vụ án khép lại. Nhưng những hậu quả mà yêu dâu xanh U70 này để lại vẫn ám ảnh các nạn nhân và người dân địa phương. Chắc chắn với những tội danh của mình, Huỳnh Văn Siêng sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng. Chỉ thương cho những nạn nhân trong vụ việc này. Không biết tương lai các cháu sẽ ra sao Khi cơn ác mộng kinh hoàng vẫn còn đeo bám Ngày 28 tháng 7 năm 2014 Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh Đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Huỳnh Văn Siêng Huỳnh Văn Siêng, 71 tuổi, ngụ tại ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Rồng Chôm, tỉnh Bến Tre. Bản án sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Văn Siêng mức án 16 năm tù cho tội làm nhục trẻ em và 4 năm tù cho tội giao cấu, tổng hợp mức hình phạt là 20 năm tù. Cho rằng mức án quá nặng, Huỳnh Văn Siêng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên xét xử phúc thẩm, Siêng cũng xin hội đồng xét xử cho hưởng mức án thấp hơn để sớm được về với gia đình. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của bị cáo và tuyên mức án trên bởi cho rằng hình phạt như trên là tương xứng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân hay lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để trục lợi phi pháp, trái thuần phong mỹ tục, trái đạo đức, trái giáo lý. Chắc chắn những kẻ lợi dụng tôn giáo để thực hiện hành vi phi tôn giáo, làm ô danh tôn giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật. Vì vậy, mỗi chức sắc tín đồ và người dân hãy đề cao cảnh giác, kịp thời tố giác ngăn chặn hành vi của các đối tượng lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Đó cũng là phương cách để bảo vệ chính mình. Với những người như Huỳnh Văn Siêng, quý vị đừng nghĩ rằng ý khoác lên mình vỏ bọc là tránh trị sự của một ngôi chùa mà có thể tác quái tác quái. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Dù đã 70 tuổi, có tới 50 năm ăn chay, nhưng những tội lỗi mà Siêng gây ra với 6 đứa nhỏ lại không thể nào bù đắp nổi. Bản án 20 năm tù còn đó, nhưng chúng tôi tin, cái nghiệp mà Siêng gieo vào mỗi đứa trẻ sẽ bám lấy ông ta trong suốt vòng luân hồi. Vì luân lý luật đời gã đã bất tuần Nhìn bản mặt dâu dĩ trước vành móng ngựa, đôi mắt héo buồn và chiếc đầu trắng xóa trong những ngày biệt giam, chắc hẳn siềng đã thấm mùi. Đây cũng là lời nhắc nhở tới những người tu hành ăn chay hãy giữ đạo Phật và đạo đời, nếu không trước sau gì họ cũng sẽ phải trả giá. Những vụ án mới nhất sẽ được MKT đăng tải. Đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh để nhận được những vụ án mới nhất. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.